Xin chào các em học sinh. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ôn thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh. Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức nhằm giúp các em củng cố những kiến thức cơ bản để chúng ta có thể vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Nguyễn Thanh Tuấn, giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Bài học của chúng ta ngày hôm nay có chủ đề là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Như các em đã biết thì các chủ ngữ bao giờ cũng cần có những cách chia động từ khác nhau phù hợp với nó. Và chúng ta đã làm quen với điều này từ những cái ngày đầu chúng ta mới học tiếng Anh. Tuy nhiên, trong chuyên đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ nâng cấp một chút. Các chủ ngữ ngày hôm nay sẽ khó nhận biết hơn, sẽ dễ làm chúng ta lầm tưởng hơn, dẫn đến việc chia sai. Thầy cũng bật mí với các bạn, đây là một trong những chuyên đề rất là quan trọng để giúp chúng ta giành những điểm số cao trong kỳ thi tiếng Anh sắp tới. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài học. Bài học của chúng ta gồm có 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là các chủ ngữ cần phải có động từ chia số ít. Nội dung thứ hai là một số chủ ngữ luôn luôn phải chia động từ số nhiều. Nội dung thứ ba là động từ có thể chia số ít hoặc số nhiều tùy từng trường hợp. Và cuối cùng là chúng ta sẽ luyện tập. Để bắt đầu với nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ làm quen với một cái ý mà chúng ta đã được biết từ rất lâu, đó là chủ ngữ số ít hoặc là các danh từ không đếm được chúng ta luôn luôn chia động từ số ít. Chúng ta xét ví dụ: Milk is good for health. Sữa thì tốt cho sức khỏe. Chúng ta biết danh từ sữa không đếm được, vì vậy động từ phải chia số ít. Câu thứ hai: Her daughter is very intelligent. Con gái của cô ấy rất là thông minh. Con gái của cô ấy tương đương với đại từ she. Câu thứ ba: That woman is teaching English at my school. Người phụ nữ đó đang dạy tiếng Anh ở trường tôi. That woman tương đương với đại từ she. Rất là dễ đúng không? Nội dung thứ hai: Khi chủ ngữ là các đại từ chỉ thời gian, khoảng cách, khối lượng, tiền bạc hoặc là sự đo lường, chúng ta cũng phải chia động từ ở số ít. Ví dụ: 4 weeks is a long time. 4 tuần là một khoảng thời gian dài. 4 tuần. Ở đây cái câu ví dụ thứ nhất này nó có ý nói là cái độ dài thời gian là 4 tuần đấy, là một khoảng thời gian dài. Vì vậy chủ ngữ ở đây như một đơn vị, một chỉnh thể thống nhất. Cho nên các em đừng chia số nhiều mà hãy chia động từ ở dạng số ít. Hai ví dụ thứ hai và thứ ba cũng tương tự như vậy thôi. 2 kilometers from here to the school is quite short. 2 km từ đây đến trường của bạn thì rất là ngắn. Hay ví dụ thứ ba là $20 is too much to pay for that shirt. $20 là cái khoản tiền quá nhiều để mua cái áo đó. Đấy, cái lượng như vậy là một cái khoản tiền quá nhiều để mua cái áo đấy. Và thầy chốt lại với các bạn là các đại từ chỉ thời gian, khoảng cách, tiền bạc, khối lượng, trọng lượng. Đấy, những cái chủ ngữ là những từ như vậy, chúng ta luôn luôn chia động từ số ít. Nội dung thứ ba là các chủ ngữ là một đại từ bất định. Những đại từ bất định tức là nó không xác định cụ thể. Ví dụ như từ someone hoặc là somebody có nghĩa là một người nào đó, chúng ta không biết chính xác nó là ai, người đấy là ai. Everyone, mọi người. No one, không ai. Anyone, bất kỳ người nào. Và bốn từ chỉ vật nữa: something, anything, everything, nothing, another, một người khác, một cái khác. Thì những đại từ này khi làm chủ ngữ bao giờ chúng ta cũng phải chia động từ ở số ít. Ví dụ: Everyone in the group has a job to do. Mọi người ở trong nhóm đều có một công việc để làm. Câu thứ hai: Everything is okay. Mọi thứ rất là ổn. Câu thứ ba: Nothing was seen last night because of the darkness. Người ta không nhìn thấy điều gì vì trời tối. Đấy. Thì nothing cũng thế, chúng ta chia bị động, chúng ta sẽ chia là was seen. Ý thứ tư trong cái mục thứ nhất đó là các chủ ngữ cần động từ chia số ít.
đó là chủ ngữ, là một mệnh đề danh từ. Mệnh đề danh từ thì các bạn có thể, chúng ta có những cái đào sâu hơn, nói chuyện sâu hơn về cái vấn đề này ở những cái chuyên đề khác, nhưng chúng ta có thể hiểu nôm na như sau. Mệnh đề danh từ tức là một câu tiếng Anh nó được dùng như một danh từ làm chủ ngữ, và khi đó thì chúng ta phải chia động từ ở dạng số ít. Thầy lấy ví dụ all that I want is you, tất cả những gì tôi muốn là bạn. Tất cả những gì tôi muốn, phần này là một câu, và cái câu này khi nó đứng đầu câu để làm chủ ngữ, chúng ta phải chia động từ số ít là is. Câu thứ hai, that you get high grades in school is very necessary. Cái việc mà bạn được điểm cao ở trường ấy là điều rất là cần thiết. Cái việc mà bạn được điểm cao ở trường là điều rất cần thiết. Những cái câu như thế này, những cái câu mà có that, what, vân vân mà đứng đầu câu ấy, khi các bạn mà làm quen rồi với cái chuyên đề này rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó không có nữa. Về bản chất như cái câu này, chúng ta có thể hiểu là thực chất ra nó chỉ cần có từ that is very necessary, điều đó rất là cần thiết. Đấy, điều đó rất là cần thiết. Còn điều đó là cái điều này, điều mà bạn được điểm cao ở trường. Cái mệnh đề này mang tính chất giải thích cho cái từ that. Câu thứ ba, what you did is not important to me. Những gì bạn làm thì không quan trọng với tôi. Đấy. Những gì bạn làm, đây là mệnh đề danh từ, chức năng là đứng đầu câu để làm chủ ngữ. Chúng ta cũng chia động từ số ít là is. Nội dung thứ năm là khi chủ ngữ là một to verb hoặc verb in, chúng ta cũng sẽ chia động từ ở dạng số ít. Sở dĩ nó như vậy là vì thường thì to verb và verb in người ta sẽ hay tạm dịch tiếng Việt là cái việc gì đấy. Xét ví dụ thứ nhất đây này, collecting stamps is my all time favorite hobby. Sưu tập tem là cái sở thích của tôi. Thì các bạn thấy rằng là nếu như cái chỗ động từ to be ấy, mà người ta để trống thì chúng ta rất dễ bị mắc lừa vào cái từ stamps. Thế nhưng chúng ta chỉ cần có một chút kiến thức thôi, chúng ta sẽ thấy rằng là về bản chất cái câu này là chia theo cái việc gì đấy, cái việc sưu tập. Còn sưu tập cái gì thì có thể có rất nhiều thứ. Các bạn sưu tập cái việc sưu tập A, B, C, D gì đấy, nó là sở thích của tôi, thì chúng ta chia là chia theo cái việc sưu tập. Câu thứ hai cũng vậy, để mà thành công trong cuộc sống thì không dễ dàng chút nào. Cả cái cụm từ này đóng vai trò như một chủ ngữ, to be successful in life, coi như là không đếm được, mà chúng ta cũng chia động từ số ít. Ý thứ sáu, xin giới thiệu với các em một cái cấu trúc cũng khá là lạ mắt, tuy nhiên là thỉnh thoảng ở đây đó chúng ta vẫn gặp, đó là cấu trúc Meniere. Rất nhiều em học sinh đi đến trường bằng xe buýt. Câu thứ hai tương tự, rất nhiều người đã cố gắng nhưng chả mấy người thành công. Thì ở đây chúng ta sẽ chia động từ là has tried, chia số ít. Ý thứ bảy, một số danh từ có hình thức số nhiều nhưng lại chia động từ số ít. Nó có điều này là vì thế này, vì là những cái danh từ này nó viết như vậy và thông thường thì nó chỉ rơi vào một số nhóm thôi. Chúng ta sẽ đi xét từng cái một. Ví dụ như đầu tiên là từ news, thì các bạn hết sức chú ý cái từ news. Trong tiếng Việt thì người ta cứ hay coi nó như là một danh từ đếm được. Tôi lấy ví dụ như là ô, xin chào bạn, tôi có mấy tin tốt dành cho bạn đây. Thế là vô hình chung ta thấy là có mấy tin tốt, chúng ta lại chuyển thể cái cụm từ sang tiếng Anh là chúng ta sẽ đưa ra những cái từ định lượng số nhiều đếm được, chúng ta hay đưa đứng đằng trước, ví dụ như là a lot of news hoặc là many news hay cái gì gì đấy chẳng hạn, ví dụ thế chẳng hạn. Đấy, chúng ta chuyển thể sang như vậy thì nhiều khi là chúng ta sẽ bị sai. Đấy, vì cái danh từ news trong tiếng Anh là không đếm được. Ví dụ fake news is news or stories created to deliberately misinform or deceive readers. Những cái tin giả là những cái tin, đấy các bạn thấy là tôi dịch tiếng Việt tôi vẫn nói theo kiểu số nhiều đúng không, những tin giả là những tin kiểu như thế, nhưng mà tiếng Anh thì nó chỉ chia số ít vì cái danh từ này không đếm được.
Những tin giả là những tin hoặc là những cái câu chuyện mà được người ta tạo ra để chủ đích, deliberately, chủ đích làm cho người khác hiểu sai hoặc là đánh lừa độc giả. Tiếp theo là các cái danh từ số nhiều, tức là có hình thức số nhiều ấy, nhưng chia động từ số ít, đó là những cái từ chỉ môn học hoặc là một số cái môn thể thao. Chúng ta có từ physics, môn vật lý này, economics, môn kinh tế, mathematics, môn toán, athletics, môn điền kinh, statistics, môn thống kê, phonetics, môn ngữ âm. Chốt lại mỗi một câu thôi, đây là các từ chỉ môn học. Nó viết thì trông có vẻ số nhiều, nhưng thực ra nó là môn, nó là môn thể thao, nó là môn học. Cho nên chúng ta bắt buộc phải chia động từ ở dạng số ít. Ví dụ physics deals with light, sound, heat, electricity and matter in motion. Môn vật lý. Và các bạn thấy động từ deals, động từ deals with, chúng ta chia động từ ở dạng số ít. Môn vật lý nó đề cập đến ánh sáng, âm thanh, nhiệt, điện, rồi vật chất chuyển động. Câu thứ hai cũng thế. Mathematics is an essential subject in high school. Môn toán là một môn học cần thiết ở trường phổ thông. Đấy, chia số ít như này, đúng không? Ý thứ ba trong cái nội dung thứ bảy đó là một số cái tựa đề sách, tạp chí, thậm chí là tên một số tổ chức hoặc là tên riêng, tên riêng của một số người trong những cái nước nói tiếng Anh ấy, tên của một số quốc gia, thì nó có hình thức số nhiều nhưng chúng ta vẫn phải chia số ít. Ví dụ The Adventures of Tom Sawyer was written by Mark Twain in 1876. Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer được viết bởi Mark Twain vào năm 1876, đúng không? Thì ở đây cái từ Adventures người ta viết số nhiều, nhưng mà cả cái cụm này nó là tên của một cuốn sách. Cuốn sách là những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, và cái cuốn sách đấy là số ít. Chúng ta chia động từ ở dạng bị động, was written. Câu thứ hai, The United States is the most powerful country in the world. Nước Mỹ là cường quốc mạnh nhất trên thế giới. Thì nước Mỹ nó viết như này, The United States. Các bạn mà không có S gì là các bạn sai. Thế nhưng mà có S gì chúng ta vẫn phải chia số ít, vì nó chỉ có một nước Mỹ thôi. Câu thứ ba, James is my friend. James là bạn của tôi. Thì cái anh này, anh, tên của anh là James, anh viết như này, chúng ta chia số ít. Ý cuối cùng là một số danh từ có hình thức số nhiều, đó là các cái từ chỉ bệnh tật này, và chúng ta cũng chia số ít. Ví dụ như bệnh sởi trong tiếng Anh thì viết là MIS, bệnh tiêu chảy, diabetes, rabies, bệnh dại, rabies, mumps, bệnh quai bị. Đấy, một số cái bệnh như thế chúng ta chia số ít. Chúng ta có ví dụ MIS is a highly contagious viral disease, tức là bệnh sởi là một cái bệnh do virus gây ra và có cái tính truyền nhiễm rất là cao. Câu thứ hai, normally rabies is spread through a deep bite or scratch from an infected animal. Thông thường thì bệnh dại nó sẽ được lan truyền thông qua một cái vết cắn hoặc là một cái vết cào từ cái con vật mà bị infected, tức là bị nhiễm. Thứ 8, khi mà chủ ngữ bắt đầu bằng cái cụm từ a large amount of hoặc là a great deal of cộng với danh từ không đếm được, thì chúng ta phải chia động từ không, tức là động từ số ít. Các bạn nhớ là hai cái cụm từ này chỉ đi với danh từ không đếm được, mà chúng ta chia động từ số ít. Thì trong tiếng Anh nó có một cái nguyên tắc như này, tức là khi mà cái danh từ không đếm được, chúng ta có ý nói rất nhiều, chẳng hạn như rất nhiều nước, rất nhiều tuyết, hay rất nhiều dầu, hay là rất nhiều tiền chẳng hạn, rất nhiều thời gian chẳng hạn, vân vân, thì dù là rất nhiều chúng ta cũng vẫn chia động từ số ít. Các bạn nhớ cái điều đấy. Chúng ta xét ví dụ, a great deal of money has been spent on buying books. Rất nhiều tiền đã được tiêu vào cái việc mua sách. Mặc dù rất nhiều, nghĩa của nó là rất nhiều, nhưng vẫn chia has been spent, tức là cách chia này là cách chia số ít, đúng không? Ý thứ 9, chủ ngữ là cụm từ neither of hoặc là either of cộng với danh từ số nhiều,
Nhưng động từ chúng ta vẫn chia số ít. Ví dụ, chúng ta có cái cách nói là neither of his wives is beautiful. Đấy, câu ví dụ này, neither of his wives is beautiful. Không ai trong hai bà vợ của ông ta xinh đẹp. Đau khổ, đúng không? Tiếp là either of them teaches at this school. Hoặc là người này, hoặc là người kia. Đấy, cái cách nói các bạn chú ý nhé. Either of, hoặc là cái người này, hoặc là người kia. Tức là ý nói rằng là hoặc, tức là một trong hai bọn họ là dạy ở cái trường này. Không anh này dạy thì anh kia dạy. Một trong hai người đấy. Nội dung thứ hai, trong tiếng Anh có một số chủ ngữ luôn luôn cần động từ phải chia số nhiều. Thì đó là những chủ ngữ như thế này. Đó là chủ ngữ số nhiều thì chúng ta phải chia động từ số nhiều. Điều này thì các bạn chắc chắn là đã biết, cho nên thầy chỉ lấy mỗi ví dụ này thôi. Ví dụ là they are my friends. They are my friends. Họ là bạn của tôi, họ là số nhiều mà. Ý thứ hai là một số danh từ số nhiều nhưng không có kết thúc là s. Ví dụ như những cái từ như từ people, mọi người, geese, những con ngỗng, mice, những chú chuột, đúng không? Cattle, gia súc, police, các chú cảnh sát, children, trẻ em, và thực ra là còn nhiều từ khác nữa, nhất là những cái từ mà có gốc là tiếng Latin vân vân. Thế thì một số cái danh từ số nhiều này ấy, là chúng ta đương nhiên chúng ta phải chia động từ số nhiều. Cho nên các bạn về thì chúng ta sẽ phải mở rộng cái kiến thức cái nội dung số 2 nhỏ này ra. Chúng ta search trên mạng, chúng ta tìm thêm và xét ví dụ như sau. The police are interviewing all the witnesses. Các chú cảnh sát đang phỏng vấn tất cả những nhân chứng. Ở đây là chúng ta phải chia động từ to be là a, vì ý của nó là các chú cảnh sát. Nội dung thứ ba là hai danh từ nối với nhau bằng từ and, chúng ta cũng phải chia động từ số nhiều. Thì chỗ này thầy mở rộng thêm là các bạn lưu ý là hai danh từ là phải hai danh từ khác nhau, ám chỉ hai sự vật, hiện tượng hoặc là hai người khác nhau. Đấy. Ví dụ quarantine and lockdown are the keywords on the internet these days. Hai cái từ quarantine và cái từ lockdown là những cái từ khóa ở trên internet những ngày này. Quarantine tức là cách ly, đúng không? Còn lockdown tức là phong tỏa. Hai cái từ này là những từ chìa khóa. Thì chúng ta chia động từ to be ở dạng số nhiều. Ok. Nội dung thứ tư là chủ ngữ là các đại từ số nhiều. Ví dụ như chúng ta có từ several là một vài, some một vài, many nhiều, but là cả hai, few là hầu như không, all là tất cả. Những cái từ này khi mà cộng với danh từ số nhiều bắt buộc chúng ta phải chia động từ số nhiều. Các bạn nhớ là khi mà cộng với danh từ số nhiều nhé. Vì cái từ some thì có thể là sẽ cộng với danh từ không đếm được đấy, hoặc là từ all cũng thế, có thể cộng với danh từ không đếm được. Cho nên phải cộng với danh từ số nhiều chúng ta mới chia động từ số nhiều. Ví dụ several books were lost yesterday. Một số cuốn sách đã bị mất ngày hôm qua. Chắc chắn là nhiều hơn một rồi, chia số nhiều thôi. Hay câu thứ hai, many high school students like playing games today. Rất nhiều bạn học sinh trung học phổ thông ấy thích chơi game ngày nay. Like, chắc chắn là đây, ở đây là nhiều hơn một đó. Nhiều mà, nhiều nói chung. Many high school students. Ý thứ năm là khi hai danh từ nối với nhau bằng từ both and, both A and B, đúng không? Hai, chắc chắn là hai rồi. Cả A và B mà. Động từ chia số nhiều, ví dụ như là both my father and my brother are good at cooking. Cả bố tôi và anh tôi đều giỏi nấu ăn. Ý thứ sáu là các danh từ chỉ sự cặp, chỉ các cái cặp đôi trong tiếng Anh chúng ta cũng chia động từ số nhiều. Đấy, chia động từ số nhiều đó là những danh từ như là scissors cái kéo này, trousers quần này, pants quần này, đúng không, jeans quần bò này, pliers cái kìm này, tweezers cái nhíp này, eyeglasses kính đeo mắt này, shoes giày này, sandals đôi dép này, đôi sáng đan đấy, đúng không? Cái chỗ này thì nghe hơi buồn cười. Hai ví dụ như là hai cái dép chẳng hạn thì đương nhiên nó cùng một cặp, nhưng mà người ta lại không chia số ít mà người ta lại chia số nhiều.
những cái danh từ này nó ám chỉ đến những cái đồ vật mà nó được cấu thành từ những cái từ hai thứ trở lên. Đấy. Ví dụ như là scissors thì là cây kéo thì nó phải có hai lưỡi kéo như này, hoặc là cây quần trousers thì nó phải có hai ống kiểu kiểu như vậy, đúng không? Chúng ta nghe thấy nó hơi buồn cười một chút. Chúng ta xem ví dụ sau nhé. Ví dụ là your jeans are dirty, quần bò của bạn bẩn này. Your jeans, mặc dù là một cái quần bò thôi, nhưng chúng ta phải chia là a. Thế còn nếu mà các bạn muốn chia động từ ở dạng số ít thì khi đó chúng ta phải thêm vào đằng trước cái từ your jeans, thay thay cái từ này bằng cái cụm từ a pair of, ví dụ a pair of jeans. Câu ví dụ tiếp theo, my eyeglasses have been broken. Kính mắt của tôi đã bị vỡ. My eyeglasses have been broken. Kính của tôi đã bị vỡ. Tất nhiên là có mỗi cái kính, nhưng mà cái từ eyeglasses nó có số nhiều, và chúng ta phải chia động từ ở dạng số nhiều. Thứ bảy, đó là từ the cộng với tính từ thì chúng ta phải chia động từ số nhiều. Tại sao phải chia số nhiều? Là vì khi mà the mà nó đi với tính từ thì nó ám chỉ một cái nhóm người, một nhóm người, tức là tương đương với đại từ they. Chúng ta có ví dụ thế này: the rich are not always the happiest people. Những người giàu có không phải lúc nào cũng là những người hạnh phúc nhất. Những người giàu có. Câu thứ hai là the old are respected in our society. Những người già thì được kính trọng ở trong xã hội của chúng tôi. Đến nội dung thứ ba, đó là một số chủ ngữ ấy, thì chúng ta có thể sẽ cần phải chia động từ ở số ít hay số nhiều tùy từng trường hợp. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xét một số cái trường hợp như này. Trường hợp thứ nhất là hai cái danh từ đứng trước và danh từ đứng sau được nối với nhau bằng các cái liên từ như ở đây. Lúc đó ta sẽ chia động từ theo danh từ đứng trước. Các cái liên từ này đa số có nghĩa là với hoặc cùng với. Ví dụ từ with là với này, along with cùng với này, together with cùng với này, accompanied by này, tức là được đi kèm, được tháp tùng bởi ai đấy này, as well as hoặc là as long as cũng thế, cùng với này, in addition to thêm ai đó này. Tại sao cái động từ này, động từ này nó lại chia theo cái danh từ đứng trước? Thì khi mà dạy các bạn ấy, tôi hay nhấn mạnh rằng là lúc đấy cái danh từ đứng trước này nó đóng vai trò là danh từ chính, còn cái danh từ đứng sau này nó đóng vai trò là phụ. Tôi lấy ví dụ như sau nhé. Nguyên Tổng thống Obama này đấy, cùng với vợ và các con đấy, cùng với mà vợ và các con sắp sửa đi thăm Việt Nam chẳng hạn. Thế thì cái ông Obama sẽ là chính này. Còn cái việc mà đi cùng với ai đấy thì cái đấy là nói thêm, thì ta không chia động từ theo cái đấy. Chúng ta xét ví dụ này: heavy snow together with strong winds make skiing conditions dangerous. Bão tuyết to này cùng với gió mạnh này làm cho điều kiện trượt tuyết trở nên vô cùng nguy hiểm, làm cho điều kiện trượt tuyết trở nên rất là nguy hiểm. Thì cái chính mà làm cho điều kiện trượt tuyết trở nên nguy hiểm đó chính là cái bão tuyết to, bão tuyết to. Thế còn cái gió mạnh này là cái nói thêm. Câu thứ hai cũng thế, cô ấy này, she along with her classmates is going to the party tonight. Cô ấy cùng với các bạn cùng lớp của cô ấy sắp sửa sẽ tối nay sẽ đi dự tiệc. Thì cái chính mà ta muốn nói ở đây là she, còn lại các bạn cùng lớp thì là cái nói thêm. Cho nên chúng ta chia là chia theo cái chính. Trường hợp thứ hai chúng ta cũng phải cân nhắc, đó là khi hai danh từ được nối với nhau bằng những cái từ như sau. Đó là từ neither, danh từ, rồi nor, rồi danh từ. Đấy. Từ either, danh từ, or, danh từ, vân vân. Lúc đấy động từ chúng ta sẽ chia theo danh từ gần nhất. Các bạn để ý cái sắc thái nghĩa của mấy cái cấu trúc này nhá, mấy cái cụm từ này nhá. Từ neither a này, nor b, đúng không? Thì tức là không cái người này, cũng không cái người kia. Đấy. Thế còn either a or b thì tức là hoặc là người này hoặc người kia. Not only a but also b, tức là không những cái người A mà còn cái người B. Đấy, not A but B cũng thế. Thế rồi A or B hoặc là A hoặc là B. Tương tự như vậy, A nor B, tức là không A cũng không B.
Thì lúc đấy chúng ta sẽ chia động từ theo cái danh từ đứng gần nhất, vì những cái cấu trúc này ấy, nó nhấn mạnh vào cái tính tương đương, tính bình đẳng. Cho nên động từ chúng ta sẽ chia theo danh từ hoặc đại từ đứng gần nó nhất. Câu ví dụ này: Neither you nor I am wrong. Cậu cũng không và tôi cũng không sai. Bạn không sai, tôi cũng không sai. Và chúng ta chia động từ to be theo đại từ I, đại từ đứng gần. Tiếp là neither her father nor her mother wants her to be a teacher. Bố cô ấy cũng không, mẹ cô ấy cũng không muốn cô ấy trở thành giáo viên. Chúng ta chia động từ wants theo danh từ her mother. Câu ví dụ thứ ba: Not only pneumonia but also smallpox is a dangerous illness. Tức là không những là cái bệnh viêm phổi mà cả cái bệnh đậu mùa đấy cũng là một cái bệnh rất là nguy hiểm. Thì chia động từ to be theo smallpox. Ý thứ ba đến cái cách nói a number of và the number of. Các bạn biết là a number of có nghĩa là một số, the number of có nghĩa là số lượng. Hai cái cách nói này đều cộng với danh từ số nhiều. Tuy nhiên a number of thì sẽ chia động từ số nhiều, còn the number of thì sẽ chia động từ số ít. Rất dễ nhớ thôi. Tôi chưa bao giờ gặp vướng mắc trong cách nhớ của hai cái cấu trúc này cả, vì a number of nó dịch tiếng Việt là một số mà. Một số tức là phải nhiều hơn một, là một vài. Thế còn the number of thì nó giống như cái cách nói vừa nãy ở mục một lớn ấy, tức là số lượng. Số lượng cái gì đấy thì chúng ta lại không đếm được. Các bạn cứ nhớ theo cách đó thì không bao giờ chúng ta nhầm lẫn. Ví dụ như là a number of students are going to take part in a field trip. Một số các bạn học sinh thì sẽ tham gia vào cái chuyến đi thực tế. Chúng ta sẽ chia động từ to be là a. Cách nói thứ hai là the number of days in a week is 7. Số lượng ngày trong tuần thì là 7. The number of days in a week is 7. Số lượng không đếm được, chúng ta chia số ít. Ý thứ tư đó là một số cái cách nói về lượng thì chúng ta sẽ chia động từ theo danh từ đứng sau. Những cái cách nói này chúng ta sẽ chia theo danh từ đứng sau. Nếu mà là danh từ đếm được số nhiều, chúng ta đương nhiên sẽ chia động từ số nhiều. Nếu mà là danh từ không đếm được thì chúng ta sẽ chia động từ số ít. Có những cách nói như này: a lot of là nhiều đúng không, hoặc là lots of là như nhau nhé, nó chỉ khác nhau cách viết thôi mà. None of là không cái gì này, most of hầu hết này, majority of đa số này, minority of thiểu số này, tối thiểu này, some of một vài, một chút, một ít đúng không, the rest of phần còn lại, hoặc là những cái còn lại, những người còn lại, tùy. One of một trong những này. Đấy. Part of một phần của cái gì đấy. Thế rồi a third of một phần ba của cái gì đấy. Percentage of tỷ lệ phần trăm của cái gì đó. Chúng ta xem qua các ví dụ. Ví dụ thứ nhất là one third of the oranges are mine. Một phần ba trong số những quả cam này là của tôi. Chúng ta thấy là có một cái rất là nhiều quả cam đúng không? Và người ta nói là một phần ba trong số đấy là của tôi, tức là số nhiều. Chúng ta chia là a. Câu thứ hai thì quen thuộc rồi: Most of the students in my school are studious. Hầu hết các bạn học sinh ở trường tôi rất là chăm học. Đương nhiên số nhiều đúng không? Câu thứ ba: The rest of the class don't agree with the idea. Những người còn lại trong lớp. Đấy. Chúng ta nếu quen với cách nói này chúng ta sẽ hiểu ngay nó bằng với đại từ dây mà. Những người còn lại nhiều hơn một, không đồng ý với lại cái ý kiến đấy. Cách nói thứ năm là hai danh từ nối với nhau bằng of thì chúng ta phải chia động từ đứng theo cái danh từ đứng trước. Hai danh từ nối với nhau bằng of khi mà nó làm chủ ngữ thì cái động từ này chúng ta phải chia theo danh từ đứng trước. Đây cũng là một trong những cách nói rất là phổ biến. Có ví dụ như sau: The picture of soldiers has been sold. Bức tranh về những người lính đã được người ta bán. Nếu các bạn ngồi chúng ta suy tư một chút, suy nghĩ một chút, chúng ta cũng thấy là thế thì bức tranh được bán hay là người lính được bán?
cái bức tranh nó vẽ về cái gì kệ nó, tóm lại là cái bức tranh đấy đã được bán, thế thôi. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái động từ mà chia ở bị động ở hiện tại hoàn thành đấy, nó phải chia theo với picture. Câu thứ hai cũng y hệt như vậy. The study of languages is very interesting. The study of languages is very interesting. Tức là cái việc nghiên cứu ngôn ngữ thì nó rất là thú vị. Cái thú vị này là cái chia theo cái việc nghiên cứu. Ý thứ 6 và thứ 7, đó là các danh từ tập hợp. Các danh từ tập hợp trong tiếng Anh thì là những cái danh từ mà nó ám chỉ đến một nhóm người, một nhóm đối tượng nào đấy. Chúng ta có từ group là nhóm này, team là đội này, family là gia đình này, congress là quốc hội này, crowd đám đông này, police cảnh sát này, committee ủy ban này, hội đồng này, club câu lạc bộ, army quân đội, jury bồi thẩm đoàn, government chính phủ. Đấy. Thì nguyên tắc chung của nó là thế này. Nguyên tắc chung là khi mà nó ám chỉ đến một đối tượng, một sự vật, một tập thể thì chúng ta sẽ chia động từ ở số ít. Còn khi mà nó ám chỉ đến những cái con người ở trong cái tập thể đấy, đấy, ở trong cái nhóm đấy, đội đấy thì chúng ta sẽ chia số nhiều. Cái thứ 7 đó là một số cái cấu trúc here này, there này, below, following. Những cái cấu trúc này động từ ở phía sau của nó phải chia theo cái danh từ đứng sau động từ. Đấy, chúng ta chia cái động từ này theo danh từ đứng sau này. Những cái từ này là những từ bất biến, chính vì thế chúng ta không có căn cứ để chia và chúng ta phải căn cứ vào danh từ đứng sau. Chúng ta xét ví dụ. Ví dụ thứ nhất là the government is responsible for controlling the spread of COVID-19. Chính phủ thì phải chịu trách nhiệm về việc kiểm soát cái sự lan rộng của COVID-19. Ở đây người ta chia động từ là is, là ám chỉ đến cái chính phủ đương thời, chính phủ hiện tại mà đang lãnh đạo đất nước đấy. Nó là một tập thể chứ không có ý nhấn vào các cái cá nhân hay những con người trong cái chính phủ đấy, mà ám chỉ ở đây như một tập thể, như một đơn vị thống nhất, như một chỉnh thể thống nhất. Câu thứ hai thì lại hơi ngược lại. The police are investigating the case. Các chú cảnh sát đang điều tra cái vụ này. Các chú cảnh sát đang điều tra vụ này. Khi người ta nói như thế này là người ta không có ý nói rằng là cả cái ngành cảnh sát người ta lao vào để người ta điều tra vụ này, mà ám chỉ là chẳng hạn như các bạn bị mất cái gì đấy chẳng hạn, hay là bị có vấn đề gì đó, thì cái cảnh sát ở khu vực đấy, các chú cảnh sát ở khu vực ấy, người ta điều tra. Câu thứ ba là here are my friends. Đây là bạn của tôi, đúng không? Chúng ta muốn chia được cái động từ to be, chúng ta phải nhìn vào đằng sau. Here are my friends. Here is my pen. Tiếp nhé. Trường hợp thứ 8 và cũng như trên, đây cũng là cách nói rất phổ biến. Chúng ta có danh từ này, rồi đến đại từ quan hệ này, rồi đến động từ. Thì các bạn nhớ là động từ mà đứng sau đại từ quan hệ thì bao giờ cũng chia theo cái danh từ đứng trước đây. Bao giờ cũng chia theo danh từ đứng trước. Ví dụ này, Barry is one of the men who act as public relations officers for the cyclists. Đấy, cái anh chàng Barry này là một trong những cái người mà làm cái công việc truyền thông cho các cái vận động viên đua xe. Thì ở đây chúng ta có ba từ đáng chú ý là từ man, who, act. Đấy, động từ act chúng ta sẽ chia theo man. Câu thứ hai, the girl who is standing over there is Tom's girlfriend. Đấy, cô gái mà đang đứng ở đằng kia là bạn gái của Tom. Thì chúng ta sẽ chia cái is standing này theo cái danh từ the girl. Phải nhắc lại là chia theo danh từ đứng trước đại từ quan hệ. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung cuối cùng, đó là luyện tập. Các bạn sẽ củng cố lại một số cái kiến thức chúng ta vừa mới nhắc tới bằng cách là chọn đáp án đúng nhé. Câu thứ nhất, a number of students volunteered to the job. Còn nhớ a number of không? Đúng không? Có nghĩa là một số hay số lượng nhỉ? Một số, đúng không? Đáp án là phải chia động từ ở số nhiều, là A. Câu thứ hai, linguistics chấm chấm out the ways in which languages work.
Chúng ta có nhận ra từ này không? Linguistics, môn ngôn ngữ học. Nó là môn học và đương nhiên là chữ số ít. Các bạn đoán được ra đáp án chưa? D. Ok. Câu thứ 3. Much progress been made in computer science in recent years. Rất nhiều sự tiến bộ, ý là đã được thực hiện, đúng không? Đã đạt được ấy, trong lĩnh vực khoa học máy tính trong những năm gần đây. Trong những năm gần đây người ta đạt được nhiều cái tiến bộ trong khoa học máy tính. Ăn nhau là ở cái từ này này, từ progress này. Đây là danh từ không đếm được, sự tiến bộ không đếm được. Nó y hệt như những cái từ như là từ news vừa nãy đấy. Đã như thế tức là chúng ta phải chia động từ số ít. Câu thứ tư, collecting old coins and paper notes chấm chấm này, one of my hobbies, ý là sưu tập tiền xu và tiền giấy cổ ấy, là một trong những sở thích của tôi, đúng không? Chia theo việc sưu tập hay là chia theo tiền nào? Đấy. Chia theo cái việc sưu tập, đúng chưa? Chúng ta nhớ lại là verb in hoặc to verb đứng đầu câu làm chủ ngữ, động từ chia số ít. Câu thứ năm, most of us chấm chấm the same about the war, ý là hầu hết chúng tôi đều có cùng cái cảm giác đấy về cuộc chiến. Cái cách nói most of thì chia theo cái danh từ hoặc cái tân ngữ đứng sau này thôi. Chúng tôi số nhiều. Và đáp án là A. Câu thứ 6, the Philippines chấm chấm này of more than 7,000 islands. Đấy. Nước Philippines, nước này nó viết như thế này. Và động từ phải chia số ít. Các bạn đoán được chưa? Nước Philippines có nhiều hơn 7,000 hòn đảo. Đáp án D, đúng không? Câu thứ 7, statistics chấm chấm này, a branch of mathematics. Đấy, môn thống kê. Môn thống kê ý nó nói là một nhánh của toán học. Môn học. Môn học này, tựa đề sách này, một số môn thể thao này, một số từ chỉ bệnh tật này, một số quốc gia tổ chức. Nó có kết thúc là S gì cả nó. Cứ chia số ít. Y hệt như thế là câu số 8, the United Nations chấm chấm its headquarters in New York City. Tổ chức Liên Hợp Quốc nó có trụ sở chính ở thành phố New York. Đấy, tổ chức Liên Hợp Quốc chỉ có một tổ chức đấy thôi. Chia động từ số ít, đáp án là C. Câu thứ 9, 50 minutes chấm chấm the maximum length of time allotted for the exam. 50 phút là cái lượng thời gian tối đa để làm bài thi. Khối lượng thời gian, khoảng cách, tiền bạc chúng ta không đếm được, chúng ta chia số ít. Cho đáp án chưa? A or B? Đáp án là B, đúng không? Yep. Câu cuối cùng, one of my neighbors chấm chấm curious about other people's private life. Một trong những cái hàng xóm của chúng tôi rất là tò mò về là cái cuộc sống riêng tư của những người khác. Tóm lại là một người hay nhiều người, chúng ta có thể tự luận như vậy. Thế còn thì về ngữ pháp thì vừa rồi chúng ta có nói là a xong rồi đến, tức là cái danh từ thứ nhất xong rồi đến of đến danh từ thứ hai, chúng ta sẽ chia động từ theo danh từ đứng trước of, đúng không? Chốt lại là đáp án C. Đấy. Như vậy trong một cái khoảng thời gian cũng không phải là nhiều thì thầy có trao đổi với chúng ta về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Thầy hy vọng là chúng ta sẽ ôn lại thật kỹ, hoặc là nếu mà chưa kịp ghi chép thì chúng ta có thể dừng màn hình lại để chúng ta ghi ra vở. Và các bạn cũng có thể search thêm thông tin ở trên mạng để chúng ta hiểu sâu hơn nữa về cái chuyên đề này. Và thầy cũng sẽ gửi đường link bài tập vào cuối cái video này. Chúc các bạn có một cái kỳ ôn tập tốt và hiệu quả, đạt điểm cao trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.